Ok, mình không thể tin được rằng là trên tay mình đây đang là một chiếc máy tính bảng có mức giá chỉ vào khoảng là 4 triệu. Một cái mức giá quá là rẻ đối với cả một chiếc máy tính bảng. Thông thường sẽ vào khoảng là 7 cho đến 8 triệu thì mới dùng ngon được. Cái lý do hôm nay mình mượn cái chiếc máy này về để mà chia sẻ với cả anh em là bởi ấy, trong cái năm vừa qua thị trường có một hiện tượng mới ấy, đó chính là máy tính bảng 4 cho 5 triệu bay rất nhanh, người dùng mua rất nhiều. Cơ mà khả năng mình đánh giá sản phẩm này thì chưa chắc là anh em đã thích đâu, bởi vì anh em ở trên kênh của mình thì thường thích những sản phẩm nó high end một chút để mà vọc vọc công nghệ các thứ đúng không? Nhưng mình đang thực sự rất là tò mò xem rằng là cái lý do vì sao mà những chiếc máy tính bảng có mức giá rẻ như vậy nó lại hot dữ vậy. Một cái ví dụ rất là điển hình trong năm vừa qua đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab A. Mấy anh em công nghệ ai cũng chê, cứ tưởng rằng nó bị ế cơ, nhưng mà ai ngờ rằng là nó bán hết sạch tại những chuỗi hệ thống bán lẻ và thậm chí là không có hàng để mà mua cơ. Hay là ngay cả chiếc Lenovo Tab M10 Plus Gen 2 này nó cũng đang được bán rất là chạy. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem rằng là khi ép cái mức giá xuống chỉ còn vào khoảng là hơn 4 triệu thì chiếc Lenovo Tab M10 Plus Gen 2 này còn lại những cái gì nhá. Ok, mình muốn đi luôn vào cái vấn đề chính, đó chính là nó làm được những cái gì. Đơn giản vậy thôi, làm được những cái gì. Và mình thấy rằng là đối với cả một chiếc máy tính bảng ấy thì có hai thứ tác động rất là lớn đến cái trải nghiệm sử dụng, đó chính là màn hình và hiệu năng. Về màn hình trước nhá, nó có kích thước là 10.3 inch, không quá to cũng không quá nhỏ, nó ở mức dễ cầm. Nó rất là phù hợp để mà chúng ta xem phim hay là xem những nội dung ở trên YouTube ở khoảng cách vừa. Thường thì mình thấy rằng rất là nhiều người mua những sản phẩm như vậy để mà cho con cái xem những nội dung giải trí hay là những nội dung giáo dục ở trên YouTube chẳng hạn. Bởi vì kích thước màn hình điện thoại nó bị nhỏ quá, mà trẻ con thì tốt nhất là không nên động vào những sản phẩm đắt tiền như vậy, xước như chơi ấy. Nên là một chiếc máy tính bảng giá rẻ, kích thước màn hình lớn, nó sẽ là một sản phẩm rất là phù hợp cho nhu cầu đó. Nó có độ phân giải là Full HD 1920x1200, chưa nét tuyệt đối. Mình vẫn thấy những cái gợn pixel nó nổi lên, nhưng mà nó vẫn rất là ổn trong tầm giá vào khoảng là trên 4 triệu. Mình có đọc báo, Facebook thì vẫn rất là ổn, xem YouTube cũng dễ chịu. Chỉ có một lưu ý rất là quan trọng, đó chính là khi mà mình vào xem Netflix ấy, thì nó sẽ chỉ có độ phân giải là SD mà thôi, chứ không lên được là Full HD. Có lẽ rằng đây là lỗi về phần mềm rồi, và xem nó rất là rỗ, nói chung là khó để mà có thể xem được. Và hy vọng rằng là Lenovo sẽ sớm fix trong tương lai, nhưng mà đây cũng là một cái vấn đề mà anh em nên lưu ý nhá. Độ sáng của nó ở mức là 330 nits, không phải là quá sáng, nó vừa đủ để mà sử dụng trong nhà. Nhưng mà nếu như mà anh em ra ngoài trời hay là những cái nơi mà có cường độ ánh sáng mạnh thì nó sẽ hơi tối đấy. Bởi vì nó sử dụng màn hình gương mà nên nó sẽ phản chiếu ánh sáng rất là mạnh. Đây này, anh em xem này, mình chỉ hơi nghiêng một chút thôi là nó đã tối đi thấy rõ rồi mà đúng không? Đó, anh em thấy chưa? Mình mới nói về cái màn hình thôi nhưng mà đã chê rất là nhiều rồi. Thì khi mà đánh giá những sản phẩm có mức giá vào khoảng là 4 cho 5 triệu, đặc biệt là tablet nữa, thì nó sẽ luôn có khen, có chê ở bất kỳ một khía cạnh nào. Đó là một điều hiển nhiên ở bất kỳ một chiếc tablet, ở bất kỳ một thương hiệu nào trong tầm giá này. Và cái điều quan trọng ở đây đó chính là anh em có chấp nhận được những nhược điểm của nó và có phù hợp với những ưu điểm của nó hay không thôi. Được chưa ạ? Rồi, chuyển qua về hiệu năng. Nó sử dụng con chip MediaTek P22T. Mình khá là bất ngờ khi mà nó vẫn chơi được PUBG và Call of Duty ở mức low setting. Nhưng mà đấy, ở mức low setting thôi nhá, và đồ họa của nó thì chắc chắn sẽ không được đẹp đâu. Đối với cả những chiếc máy tính bảng như vậy thì mình thấy rằng là chúng ta thường chơi những tựa game gia đình hơn, tận dụng kích thước màn hình lớn thì hiệu năng của chiếc máy này nó vẫn đáp ứng được. Và một điều quan trọng ấy, đó chính là phiên bản mình đang có đây, nó có 4 GB RAM nên là mình đã tận dụng nó để mà làm những công việc văn phòng cơ bản. Khi kết nối với cả bàn phím và chuột thì giao diện của nó sẽ chuyển về chế độ năng suất. Một số icon nó sẽ thu nhỏ lại phía bên dưới để chúng ta có thể là dễ dàng thao tác chuyển qua lại các ứng dụng này. Và tiếp theo thì mình mở Chrome lên, chuyển sang giao diện desktop này. Và bây giờ mình đã có thể là vừa viết content, vừa nghe nhạc bằng Spotify. Có khác gì làm việc ở trên laptop đâu ạ. Ok, mình không muốn nói đến việc là nó có khả năng thay thế laptop hay không nhá. Chắc chắn là nó không đáp ứng được rồi, bởi nó sẽ không scaling cửa sổ như là Windows được. Hay là cái cấu hình của nó cũng tương đối yếu để mà chuyển qua lại những ứng dụng một cách liên tục. Nếu mà chuyển qua lại liên tục thì nó sẽ khá là lag đấy. nhưng mà cái ý ở đây mình muốn nói đó chính là thỉnh thoảng anh em muốn tận dụng nó cho những cái công việc văn phòng cơ bản hay là học online thì cái chiếc máy này nó cũng có thể đáp ứng được ở một mức độ nào đó. Còn khi chuyển về chế độ tablet thì nó sử dụng giao diện gần thuần của Android nên là mọi thứ nó khá là nhẹ. Nó vẫn bị delay một chút khi mà chuyển apps nhưng mà nó không bao giờ bị lag hay là bị cứng đơ máy cả. Dùng em này thì phải là những người chậm rãi một chút nhá, chưa tương tác liên tục như là anh em mình ấy thì chịu. Ok. Thiết kế của máy là cực kỳ cao cấp trong tầm giá này. Mình khá là bất ngờ khi mà nó sử dụng nhiều nguyên khối gần như là toàn bộ máy. Nó chỉ có hai cái giải ở trên và dưới làm bằng nhựa mà thôi để mà bắt sóng tốt hơn. Nó có hai loa ở hai bên nhưng mà chất lượng cũng không tốt đâu. Mình thấy rằng là âm nó bị phẳng quá.
hay là cái phản hồi rung của nó cũng bị rung bần bật cả máy lên đấy. Anh em xem này. Như là kiểu bắn súng vậy. Nên là mình cũng tắt đi luôn. Còn pin của máy thì lại tương đối tốt, viên pin 5000 mAh giúp mình on screen được vào khoảng là 7 tiếng. Bởi vì về cơ bản thì mọi thứ trên chiếc tablet này nó đều không tiêu tốn quá là nhiều năng lượng, nên là chỉ cần 5000 mAh thôi là thời gian sử dụng cũng rất là ok rồi. Rồi, thực sự thì khi mà mình mới trải nghiệm một chiếc máy tính bảng này thì mình cũng không kỳ vọng quá nhiều đâu. Bởi vì như các bạn đều biết rằng là cái trọng trách của một chiếc máy tính bảng nó rất là lớn. Nó vừa làm thiết bị chuyên để giải trí, nó vừa làm thiết bị chuyên để học tập và làm việc ở mức cơ bản. Và với những cái trọng trách như vậy mà ép cái mức giá xuống chỉ còn vào khoảng là 4 cho đến 5 triệu cho hàng mới chính hãng tại Việt Nam thì thực sự không nên kỳ vọng quá nhiều, và nó là một cái bài toán rất là khó cho nhà sản xuất. Nhưng mà khi mà trải nghiệm chiếc Lenovo Tab M10 Plus Gen 2 này thì mình thấy rằng là nó vẫn rất là phù hợp cho những nhu cầu học tập online của các bạn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì mình thấy rằng chỉ cần sử dụng một thiết bị như vậy thôi, hay là giải trí cơ bản, làm việc rất cơ bản thì chiếc máy này nó cũng có thể đáp ứng được. Nó lại còn có một thiết kế giả cao cấp nữa. Anh em công nghệ thì không thích là rõ rồi, bởi vì cấu hình của nó yếu mà. Và khi mà cái cấu hình của nó yếu thì nó cũng sẽ kéo theo một loạt những trải nghiệm liên quan đến giao diện thì nó cũng không được mượt mà cho lắm. Đó, nhưng mà nó vẫn bán rất là chạy. 4 cho 5 triệu một chiếc máy tính bảng nó vẫn bán rất là chạy, bởi nó vẫn đáp ứng được cho những nhu cầu giải trí cơ bản hay là học tập cơ bản. Đó là một nhu cầu rất là cao trong năm vừa qua, một phần là do tác động bởi dịch nữa. Nên là nếu như mà bố mẹ mua những cái sản phẩm như vậy cho con cái thì mình thấy rằng là cũng ok, hay là mua cho những người lớn tuổi cũng rất là ok. Cầm lên đọc báo, nhỏ, gọn, nhẹ, màn hình vừa đủ. Chỉ có hai lưu ý, đó chính là nếu như mà anh em xem phim ở trên Netflix thường xuyên ấy thì đây cũng sẽ không phải là một sản phẩm phù hợp, hay là xem nghe nhạc bằng loa ngoài thì đây cũng sẽ không phải là một sản phẩm phù hợp. Đó là hai cái nhược điểm lớn nhất trên chiếc máy tính bảng này. Ok, anh em nghĩ sao về chiếc Lenovo Tab M10 Plus Gen 2 này? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.